Xin mến chào quý ông bà, các bác thân mến. Thì ngày hôm nay á, là cháu San đang có mặt ở nhà em cô. Và cũng như là tiện thể lát nữa thì anh Hậu ở Hà Nội, anh lại tiếp tục ghé qua Lai Châu. Và nói chung á, không có ngại đường xa xa xôi lên trên này để thăm em cô. Thì bây giờ là cũng hoàn thiện nhà tắm, nhà vệ sinh. Ở đây thì trước tiên là bố của em Giao là đi test trước, đang đi tắm. Nước của nhà em Giao thì khá là thoải mái. Khi mà kéo về ở đây á, các bác thấy chưa? Nước là xả cái vòi đi lên trên á, rồi là tắm như thế. Rất là thoải mái, và khi mà đặc biệt là con gái thì người ta cũng không lo là bị rình mò hay như thế nào, bởi vì có cửa đàng hoàng á. Còn bây giờ thì anh Hậu không biết là tầm khoảng mấy giờ mới đến. Đây là ngày thứ hai mà cháu San thấy là cô ngủ rất ngon, đặc biệt là lúc trưa. Tức là trước đấy á, trước đấy là cháu thấy là cô không ngủ được, nhưng mà bây giờ là thấy là ngủ khá là ngon đấy. Này cũng không không nỡ đánh thức, bởi vì ai cũng thấy thôi, có những lúc mà buổi trưa không có việc gì làm á, thì cũng sẽ nghỉ trưa nữa các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ đợi một chút anh Hậu về đây cùng với San, và xem là cũng như là tiếp theo á, để có thể là chi phí làm nhà cho em cô, cũng như là sẽ bắt đầu là khởi công như thế nào, thì cháu San sẽ nói với quý ông bà cô bác nhé. Em chào anh nhá. Vâng. Buổi chiều nên là đây, em cô còn ngủ chưa dậy đây. Đang bảo dậy rồi. Dậy. Hôm nọ anh xem thấy em vội đầu cắt tóc là đẹp quá nhỉ. Mẹ. Vừa nãy vừa trưa là mẹ còn đánh răng sau mới ngủ đấy, hôm nay thấy tiến triển hơn. Nên là vừa nãy em vừa làm lại chỗ này, anh thấy con lợn vào này phá này. Trời ơi. Con lợn vào phá hết. Vừa mới ngủ dậy. Chào cô nhá. Rồi tóc đẹp thế nhỉ? Ai làm cho em đấy? Hả? Tóc phải đẹp đi. Vâng. Thì tóc phải đẹp quá. Bình thường. Em hôm nọ đưa đi làm tóc thì em có phản ứng gì không? Nói chung là cũng thích. Thích lắm. Thích à? Có thích nhuộm sang tóc màu nâu hay màu vàng gì không? Cho mọi người chăm chú. Cô, em có thích nhuộm tóc sang màu nâu không? Không thích hả? Thích ép tóc không? Em thuyết phục như nào mà lại... Không, thực ra thì em mới đầu em tình cờ em bảo là đi ép tóc không. Thì cô tự dưng thích quá. Thích quá là em ăn trưa ngủ dưới này này. Sau đó là cô còn cả một buổi chiều cứ ngồi đấy chờ thôi. Chờ bọn em ăn trưa xong thì đưa đi. Đưa đi thì mới đi đi và làm được. Tuy nhiên thì cũng nhiều một phần lúc đầu thì gội nhiều ấy, đi tháo dế lắm. Gội nhiều cái dầu gội đầu kia ấy hả? Vâng. Tháo được, ok. Dùng cả một tuần là hết cả một chai mà. Dùng khá nhiều đấy, không được nhổ nhá. Không được nhổ. Mệt không? Em? Không mệt đâu. Chắc mệt. Chắc vừa mới ngủ dậy. Mấy ngày nay thấy ngủ ngon lắm. Ngủ ngon. Bỏ là cái trên đây thì... Vâng, thấy nhưng mà ngon. Cái này phải gội đầu thường xuyên, bây giờ tóc lại hơi bết bết rồi. Gội từ hôm kia. Không, bây giờ là hay tại vì không chải thôi, con gái là thường á. Dậy là phải chải. Đây chải tóc thường nhá. Chải. Đây dậy anh cho cái kẹo này. Dậy. Ra đây. Không chải nó lại ra ngoài này. Ra ngoài này anh cho kẹo. Ra ngoài này anh cho mì tôm. Cô. Ra ngoài này anh cho mì tôm. Em đang nghĩ là với anh lẻ em luôn ấy, giỏi thật, thuyết phục được cô đi gội gần đầu như đây để anh vuốt cho nó đẹp. Kệ nó. Đây này, vuốt sang này không là nó vào kể mắt nó. Rồi. Đây. Cô bảo kệ nó. Đấy, được chưa? Đấy, lại xinh gái rồi. Đi tắm đi nhờ. Đi tắm đi nhờ. À, cái nhà tắm xây nào? Xong rồi. Xong rồi, xong rồi, hôm nay là sử dụng được rồi. Đang bảo, chiều nay thì bảo em cô tắm, em cô bảo là bởi vì cũng vừa mới xong cái ống để xả nước ấy, sợ là trôi đi cái xi măng. Nên là bảo em là chiều nay tắm. Em bảo là vâng. Nhưng mà tuyệt vời đấy. Thế là mấy nay là cũng nói chung là tỉnh táo hơn rất nhiều rồi. Ơ, chú xả nước ở đâu? Tuyệt vời quá. Dạ. Ôi, nước cũng sẵn phết đấy chứ nhỉ? Nước có sẵn mà. À, hay quá nhỉ?
Và thế là tổng là hết bao nhiêu tiền em? Hơn 7 triệu. 7 triệu là thế tốt quá. Vâng. Em làm rẻ quá, được đấy. Anh nghĩ phải 30 mấy triệu mà 7 triệu tuyệt vời rồi. Vâng. Hơn 7 triệu cái này. Thế mà làm được cái nhà cho cô ở đấy thì ngon nhỉ. Vâng, em chanh chanh chanh. Cái nước này thả ngoài đi. Chưa. Nước này thả ngoài đi. Bởi vì cái chỗ kia xi măng còn chưa chưa chắc lắm á. Đây cô này. Thế được rồi, tuyệt vời. 7 triệu em làm giỏi thật đấy. Nói chung là cũng cũng xong xuôi. Cái này là xong xuôi tạm rồi. Thế này được rồi em ạ. Vâng. Mình kín đáo được rồi. Vâng. Ừ. Với này ở đây thì dân tức là cái bể phốt á là thường thường mọi người sẽ làm kín, nhưng mà ở dưới á, gầm á, nhưng mà ở vùng cao thì mọi người không làm như thế mấy. Ở vùng cao thì nhiều đất. Là sẽ làm ở dưới này, giả sử như sau này đời á là không lo, đời mình hút đơn giản. Dân ở trên này thì nếu mà đời bể phốt thì thôi rồi sẽ bỏ. Coi như là nếu mà ở dưới gầm á, đúng rồi, đời là bỏ luôn đấy. Đúng rồi. Thế quá tuyệt vời. Dạ. Đời là coi như là em xây giỏi đấy, 7 triệu mà xong được cái này quá giỏi rồi. Và bây giờ cũng cái nhà đấy thì là huy động được bao nhiêu tiền rồi? Xây bây giờ em cô ấy trừ đi thì đất tần tật thì còn được 28 triệu rồi. 28 triệu hả? Và xây là mất khoảng 70 triệu đúng không? Tầm khoảng 60 triệu em nghĩ. 60 triệu tức là còn 30 triệu 30 triệu nữa, hơn 30 triệu một chút. Cô ơi, cái này là để gọn vào nhá, cái này để gọn vào nhá. Mấy nay thì nói chung em thấy là mọi cái thì tỉnh táo hơn nhiều. Em thấy là từ những cái việc gọi là mình lúc ăn cơm á, là cũng thấy giả sử như cái gì mình bảo là phải làm mới được ăn, không làm thì không được. Thế ăn thì gội đầu thì là thường bình thường là ai khuyên cô gội đầu hay là tự cô đi gội? Không, nhiều lúc thì vẫn tự gội mà. Lúc vẫn tự gội, nhiều lúc thì có còn không? Không biết còn không nữa, các bé để ở trong nhà không biết còn không. Cô ở nhà con rửa gội không nhé? Cô ở nhà con rửa gội không? Hết rồi hả? Không có gội đầu, anh gội cho. Không có anh ạ. À không cần hả? Không cần à? Em thích xem điện thoại không? Thích. Anh mua cho cái điện thoại như này nhá. Nhá. Rất giỏi nhá. Hình như là chưa dùng cảm ứng bao giờ đúng không chú? Mà cũng biết đúng không? Chưa, nhưng mà có viết vớt lên vớt xuống nhá. Mà chưa, nó không chưa dùng cái kiểu này. Nhưng mà sao hiểu được cái nguyên lý hoạt động của nó nhỉ? Cũng biết vớt ra vớt vào. Vớt ra vớt vào để xem ảnh mình ấy. Em thích điện thoại này không? Anh tặng em một cái. Cái là có ý nghĩa là 3 triệu. Không thích à? 3 triệu, 1 triệu. Thế em đang ngắm gì đấy? Đang ngắm cái gì? Cô? Cái da là bị sạm hết rồi. Đúng rồi, hôm qua là em bỏ rửa mạn xong là chịu nẻ anh ạ. Sao mùa này mà nẻ được nhỉ? Da cũng mềm hết rồi. Nhưng mà mùa này sao bị nẻ là do là lâu quá, lâu trước đấy là lâu không gội á. À, không rửa mạn đấy. Thành ra bị nẻ, nám tàn nhan nhiều nhỉ? Chưa là thật xưa nó xanh cái đây, bây giờ nó lần này. Đây cái móng tay này anh cắt nhé, anh lấy cái kìm để cho nó đỡ bẩn nhé. Cắt đi cho đỡ bẩn. Thích như thế á? Không, nói giỏi thật đấy, thuyết phục được đưa đi cắt tóc giỏi. Và rất là nhiều các bác là nể phục luôn. Anh nể em luôn, thật giỏi quá. Bây giờ làm nào mà thuyết phục được em ấy gội đầu hàng ngày nhỉ? À, em ấy gội đầu thì vẫn đơn giản. Đơn giản, chỉ cần có nước. Có nước rồi hả? Hay bây giờ em thử thuyết phục em cô ơi, gội đầu. Bây giờ đi gội đầu đi. Anh thấy hơi bết. Đi gội đầu đi. Đi có nhà 8 ở kia, đi gội đầu nhà 8 đi. Tí nó mới gội á? Bây giờ gội luôn. Đi. Đi. Làm cho 8 là hoàng. Em mời gội đầu anh tặng em cái điện thoại. Nhá. Nhà 8 một lần hay lạnh cũng được mà. Chỉ thích đồ ăn thôi. Đồ ăn đấy hả? Và thế mai thì mai phải mua nhiều lên một tí. Có nhớ chú không? Hả? Rất sợ rồi. Có nước nóng không con? Nước nóng có mà. Đi gội đầu đi, có nước nóng rồi. Đi. Cô. Đi xem nhà 8 đi. Đi. Dép thì không đi. Đấy, cô đi xem nhà 8 nhá. Ông bảo cô bác nhá, cô đi xem nhà 8 xem là có nước thì đi 8. Đây, cô vào đây 8 nhá. Vào đây 8 nhá. Được không? Có đúng không? Bây giờ anh đi đun nước nhá. Nhá. Tí nữa mới 8. Tí nữa là lạnh quá thì sao?
Anh Giao ơi, ở nhà có lửa không? Em có nước nóng nhỉ? Ừ, đun mà ấm cũng đủ, gọi là pha pha về đủ chị Thám á. Ở trong phích chắc không đủ. À, thế hỏi xem chị là nữa, xả nước đi rồi đi nhà Thám. Nước nóng ấy. Thế đi gội đầu đi. Hả? Đi gội đầu đi. Hả? Rất thao nhỉ? Dạ. À, gội đầu thôi, không có tám. À, lại không gội à? Rua nào? Thế thôi, em có thích ăn lê lê không để anh gọt. Bây giờ sẽ, bà cháu sẽ đưa em cô đi ra ngoài cổng quán để gội, để gội đầu cũng như là cho sạch sẽ và thoải mái nữa nha, thưa các bác. Đây chú cháu mình ngồi rằng sao? Đừng, bây giờ là cô lần đầu tiên được ngồi. Có vẻ như là anh ơi, có vẻ như là cô là em không đi là không đi đâu đấy. Ôi trời, chuẩn bị mưa rồi. Mưa ô tô sợ gì? Vâng. Ôi nhưng mà đây có cái thùng. Đấy, lau. Có nhiều hàng quá anh ạ. Sướng nhá, hôm nay quá sướng luôn á. Ông bà cô bác ạ. Anh Hậu đưa đi ngồi ô tô. Nhưng mà hình như là cô là mình không đi là cô không dám đi đâu. Bởi vì là anh Hậu cũng người lạ. Em thì em ở đây lâu rồi nên là cô giống như người quen rồi á. Em giỏi đấy. Kiên trì tiếp tục được cô cắt tóc gội đầu là cô giỏi rồi. Chưa ngồi ô tô bao giờ. À, chắc nói là chưa là anh đi trong quốc này toàn đi xe là nhiều thế. Sao là nó chưa đi. Sướng. Nói chung là ngồi ô tô cũng mọi cái cũng thấy là bình thường. Chứ không sướng à? Sướng. Sướng à? À thích không? Dương quá sẽ đưa ô tô là đi bệnh tẩy là mất nhiều tiền á đi. Cô đang bảo là sướng. Rẽ phải hả cha? Rẽ trái. Sang trung tâm xã Hồng Thu mà. À, thì gần đây mà. Vâng, ngay trung tâm xã. Rồi. Cười sướng. Sướng á. Đi nha, làm sao chú ý chụp về. Nói chung là cũng xịt sò. Nên bây giờ là về gội đầu nhưng mà nhờ em thôi. Anh có giờ gội sán. À, anh có gội sán. À, đây các bác nhé, mình sẽ tiếp tục gội đầu cho em bằng cái giờ gội thảo dược. Nhưng mà em ở nhà là em hay lười bởi vì không có nước nóng. Đúng rồi. Với lại người như này thì nó gia đình bảo chứ không bảo chả. Đúng rồi. Cứ cho đi, gội đi. Đầu. Đi gội đầu đã. 2-3 lần. Đi gội đã. Cho nó quen đấy, dần dần không. Nó khắc tự bẩn nó tự gội. Đúng rồi. Nên là đầu thì phải mang ra quán. Em cũng biết để dép ở ngoài đấy. Lên tí nhá. Gội ở đây thì sướng hơn rồi. Làm gội như thế này. Ừ. Tí nữa em dùng cái giờ gội thảo dược này gội nhé. Gội cho em ấy cho nó là sờ tóc là thử là biết. Ừ.
Thích đấy. Quá sướng luôn đấy. Ừ, tuần cho đi 3 hôm là nghiện hết. Rồi đi nhuộm tóc nữa nhờ, nhuộm tóc vàng. Cho thiên hạ trầm trồ. Cô có thích nhuộm tóc không hả cô? Cô ơi. Anh nhuộm cho màu... Có thích nhuộm màu vàng không? Có. Tí nơi gội xong xem nào. À, đấy nói tiếng Mông đi. Bà không thích à? Không thích. Đấy, da bọt nhiều cực kỳ luôn á. Ô bà có bác? Ừ, để một ít thôi nhưng mà da bọt rất nhiều luôn. Như này là không tốn dầu gội. Đúng rồi. Rất thơm đúng không chị? Thơm nhé. Ừ, thơm lắm. Tức là cái dầu gội này là có cả xả, xả là xả bên, kèm, bên xả trong kèm luôn. Bên trong luôn. Ừ. Thì như là các sạch dầu và giảm ngứa giúp tóc có chắc khỏe. Giả sử như mình tóc mình hai gãy dụng á là dùng những cái này tốt, hai dụng á, hai gãy á. Thế là từ hôm đấy về là bây giờ anh lại lên rồi. Ừ, anh không, anh lên mấy hôm rồi chứ? À, anh lên mấy hôm rồi nhưng mà hôm nay thế chắc là anh lên đây suốt chứ thế. Ừ, anh lên cũng anh phong thổ mà gần. Thế bây giờ này, em là ở thường xuyên trên này à? Em ở trên này nhưng mà nay mẹ đi chợ em đưa mẹ đi về. Sao? Sao? Nhưng mà tóc của em à, tức là mạn của em á là bị mạn của cô á là nhiều nám, nhiều nám quá. Ừ. Không biết tẩy tế bào chết có được không? Tẩy tế bào chết thì không được đâu, cái này phải mình phải trị em. Trị lâu đấy nhỉ? Ừ. Ừ. Bởi vì là ngày trước đấy là 4 năm trời không rửa mạn, không tắm rửa thì làm sao mà trị được hết? Nếu buồn ngủ rồi đấy, sao là buồn ngủ ấy? Đang sướng. Thôi tổng cho đây 3 buổi là sướng hay. Tẩm quất cho 3 buổi là... Tao liên tục cho là thế quen là tự phát khởi lộ đầu. Ừ. Nhưng mà bây giờ trước tiên là cũng phải mong nhanh chóng cái căn nhà đó, bởi vì căn nhà... Bọn anh giờ đang làm nhà chưa à? Không, chưa đủ chứ. Tạm thời lát nữa là em sới như nào đây, em bảo với chị là gội thường xuyên, ít cũng 2 ngày một lần á, để lúc nào tóc dài rồi mới ép được. Tầm khoảng 3 tháng tóc dài là sẽ, nếu mà chị thực sự thích ép á thì sẽ đưa chị đi ép. Quá mượt luôn. Đấy, bây giờ sướng, sờ rất là mượt luôn các bác ạ. Tóc không dài nên là hơi bồng bềnh một chút. Hơi bồng bềnh một chút, thời gian nữa khi mà tóc dài thì sẽ dẫn cô về về đây để cắt những cái ngọn này rồi là ép thẳng thẳng một chút. Cô nhá. Cô, vui không? Hả? Không thích á? Thích không? Thích không? Thế này là xong rồi. Ui, tóc mượt đấy. Quá đẹp luôn ấy. Hơi bồng bềnh một chút thôi. Nhưng mà rất là mượt luôn. Chờ săn mời cho em cô cái chai dầu gội. Vừa nãy vừa dùng ở trên này để em lại mang đi về gội đầu. Và cũng cho ít tiền em sang đây mua bánh kẹo. Em muốn ăn cái gì thì mua, bác nhá. Nhớ là một treo à? Cho em để đi chợ. Cái này bao nhiêu? 5.000 đấy ạ. Lấy 2 túi 5.000. Không lấy à? Lấy 2 túi là đấy luôn á. Biết rất rõ là số tiền bao nhiêu để mua được những gì. Em lấy một cái túi bóng bỏ vào ấy cô ạ. Cất vào, bỏ túi bóng vào. Bỏ vào túi bóng ấy.
Rồi tôi bón xuống dưới xe. Đi đi xuống xe. Xin nhờ à, quý ông bà cô bác nhé. À, em đã đưa em cô về đến nhà rồi. Tuy nhiên thì em ấy chưa ngồi xe ô tô bao giờ á, nên là đi có hơn một cây mà em ấy gần sai xe rồi á. Đây đi về đi. Đi về đi, gần sai xe rồi. Em ấy bảo hơi mệt. À, quý ông bà cô bác thì đây là anh Hậu. Như vừa rồi quý ông bà cô bác cũng biết rồi, anh có hỗ trợ và giúp đỡ cho em cô là 10 triệu đồng á. Thì có anh Hậu đây thì cháu sẽ xin tổng kết kia, cũng như là công khai tất tần tật những cái chi phí để mà làm cái nhà 8 nhà vệ sinh. Thì có thể là đọc chi tiết từng vật liệu thì hơi khó, gọi là đọc thì khá là lâu ấy, ông bà các bác. Tuy nhiên thì tổng chi phí để mà làm cái nhà 8 nhà vệ sinh á là hết 7.795.000. Bây giờ thì cháu sẽ xin đọc qua tất tần tật quý mạnh thằng Quân đã giúp đỡ cho hai mẹ con em cô. Cho ở đây thì có anh Hậu, anh cũng là như coi như là một nhà hảo tâm, thì anh đến tận đây để mà tham hoàn cảnh và hỗ trợ, thì đây là một cái điều mà rất là đáng quý. Thì tức là cầu của cô, có cô Châu là có giúp đỡ hơn một, tức là 1 triệu đồng á, thì cháu đã mua đồ các thứ á. Bây giờ là còn lại là 640.000. Anh Hậu ở Hà Nội chính là anh là giúp đỡ cho hai mẹ con là 10 triệu. Cô Liên ở Sài Gòn là 1 triệu. Có Mạnh Thường Quân giấu tên ở Mỹ giúp đỡ cho là 3.653.000. Cô Lý Thị Hường á là giúp đỡ là 3 triệu đồng. Cô Phong Trương 1 triệu. Cô Linh Nguyễn ở Canada là 8.800.000. Còn bà Nguyễn Thị Ngọc Huê ở Nha Trang Khánh Hòa là 10 triệu nữa. Tổng chi phí mà được vừa rồi chợt là 38.413.000. Tức là sau khi mà làm lên nhà 8 là 7.793.000. Ngoài ra thì còn 2, tức là cháu mua đồ các thứ là đi 2.323.000. Đây thì là mua giường, chiếu, thuốc, một số bữa có mua một vài cái cân thịt, rồi là giày dép, kể cả là đưa em cô đi làm tóc nữa. Mua giường á, là mua giường về nhiều các cô chú á, cũng tức là cô bà Nguyễn Thị Ngọc Huy ở Nha Trang Khánh Hòa á, có nói là sau khi mà dùng cái số tiền làm nhà 8 nhà vệ sinh á, còn lại thì sẽ là mua giường cho gia đình em giao và mua nhu yếu phẩm cho gia đình. Thì đây là tổng số tiền thì là hết 10.120.000. Đây là cái tổng số tiền. Đây là cháu sẽ xin phép quý ông bà cô bác là sẽ trích của bà Nguyễn Thị Ngọc Huy ở Nha Trang Khánh Hòa là 10 triệu, với là trích của cô Châu là 120.000, thì là số còn lại là 28.093.000. Vừa rồi gần đây nhất là cháu lại mua thêm một cái thùng là 60 lít nữa là 125.000, thì còn lại là 27.968.000 chi phí để còn làm nhà. Thì dự kiến chi phí làm nhà còn thiếu khoảng 30 triệu nữa. Đây là cháu thông báo với ông bà cô bác cũng như là anh Hậu ở đây. Thì bây giờ thì có thể là cháu sẽ cùng với anh Hậu. Bây giờ thì chắc có lẽ là cháu cũng xin kết thúc video tại đây. Rất là cảm ơn ông bà cô bác, tất cả quý mẹ thường quân đã luôn luôn đồng hành để giúp đỡ cho hai mẹ con em cô. Thời gian tới thì rất là mong quý nhà hảo tâm sẽ tiếp tục đồng hành để giúp đỡ cho hai mẹ con có một cái căn nhà để ở nhá. Quý ông bà cô bác cũng cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người luôn luôn thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Hẹn ông bà cô bác trong một video clip gần nhất trên kênh Hoa Nắng Vùng Cao của Chào San. Bye bye tất cả ông bà cô bác.